bất ngờ lộ diện cá lớn NATO tương 4 sao của Mỹ trong hàng ngũ tù binh Azov. Các bạn thân mến, vấn đề liệu có cá lớn trong nhà máy thép Azovstal hay không luôn là bí mật khiến nhiều người tò mò. Bởi trước đây, chính phủ Ukraine đã nhiều lần điều trực thăng đến giải cứu tiểu đoàn Azov bị bao vây trong nhà máy, dự định dùng lực lượng tấn công cứu người, rồi phương pháp giải cứu bằng tàu biển cũng đã được sử dụng. Tuy nhiên, tất cả đều kết thúc trong thất bại. Nhưng rồi, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Một số cá lớn trong nhà máy thép Azovstal đã ngoi lên. Quân đội Nga xác nhận trong đó có cựu tư lệnh chiến dịch đặc biệt của quân đội Mỹ Eric Olson cùng một số tù binh, bao gồm các tướng lĩnh Âu Mỹ khác. Những bí mật được phơi bày bên trong nhà máy thép Azovstal là gì mà khiến phương Tây không thể chối cãi? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chính trong video ngày hôm nay. Trước đây, Tổng thống Zelensky từng gay gắt nói rằng nếu quân đội Ukraine ở Mariupol bị tiêu diệt, khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Sau đó, ông Zelensky ra lệnh cho những người trong nhà máy thép đầu hàng, nói rằng họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tìm cách đưa người của Hội chữ thập đỏ đến giải cứu, nhưng không biết đã cứu được ai ra chưa. Sau khi những người trong nhà máy thép đầu hàng, quân đội Ukraine bắt đầu giương cờ trắng với quy mô lớn. Có tín hiệu trong tay quân Nga đã có hàng chục ngàn tù binh Ukraine, nhưng cũng đã khá lâu mà không thấy có thêm tin gì về những con cá lớn của NATO trong số tù binh này, khiến mọi người rất nghi ngờ liệu sự tồn tại của những con cá lớn đó có phải là thuyết âm mưu hay không, hay thực tế không hề có quan chức cấp cao nào của NATO cả. Nhưng gần đây, thuyết âm mưu này đã được làm rõ. Quân đội Nga xác định có một số con cá lớn của NATO trong nhà máy thép Azovstal. Theo hãng truyền thông Financial News ngày 2 tháng 6, Thiếu tướng Bipovoy của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội sĩ quan toàn Nga mới đây đã tiết lộ rằng, qua theo dõi và thẩm vấn, bước đầu đã phát hiện thấy trong số những người đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal có tướng Mỹ Eric Olson, trung tá Anh John Bailey và ít nhất là 4 cố vấn quân sự từ NATO. Trang tin Trung Quốc Sohu ngày 2 tháng 6 đưa tin thêm. Thiếu tướng Bipovoy cho biết có 2.439 quân nhân Ukraine và tiểu đoàn Azov đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal, trong đó có 810 thành viên tiểu đoàn Azov và 78 nữ quân nhân. Hiện tại, quân đội Nga đang đẩy mạnh công tác sàng lọc. Trong số 2.439 người bị bắt này, đã tìm ra được tướng Mỹ Eric Olson, trung tá Anh John Bailey và 4 huấn luyện viên quân sự NATO khác trà trộn mai danh ẩn tích để che giấu thân phận. Theo các nguồn tin, quân đội Nga đã tìm thấy một căn phòng ngầm sang trọng trong đường hầm của nhà máy thép, có phòng tiếp khách, nhà vệ sinh và phòng ăn rất đẹp và trang nhã. Mức độ xa hoa vượt xa so với nơi ở của chỉ huy tiểu đoàn Azov Prokopenko và quyền chỉ huy lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến Ukraine Voronsky, những người chỉ sống trong một căn phòng nhỏ và đơn sơ. Vậy ai là người ở dưới tầng hầm của nhà máy thép mà có một căn hộ sang trọng như vậy? Điều kiện sống cũng tốt hơn rất nhiều so với các chỉ huy tiểu đoàn Azov và lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine số 36. Nếu không phải dành cho quân đội thì những tiện nghi này không thể cho người dân sử dụng. Bởi theo lời kể của người dân sau khi ra khỏi hầm ngầm Azovstal thì đó là một cuộc sống không khác gì địa ngục. Tất nhiên, có lẽ thông tin mà quân đội Nga nắm được khi theo dõi hệ thống liên lạc là sự thật. Thực sự có các sĩ quan Mỹ và Anh trong nhà máy thép. Trong cuộc vây hãm Mariupol, quân đội Ukraine đã tổ chức 7 cuộc hành quân bằng trực thăng, mỗi lần huy động từ 4 đến 5 chiếc để vận chuyển vũ khí và đạn dược, lương thực, thức uống cho quân đội Ukraine. Nhưng mỗi lần đều đón một số người. Quân đội Nga đã chặn được 2 lần, nhưng 5 cuộc hành quân của trực thăng với hơn 25 chiếc xuất kích đã thành công. Điều này có nghĩa là bao gồm cả những người bị thương thì ít nhất 100 người đã chạy khỏi nhà máy thép. Do đó, có thể những con cá lớn mà quân đội Nga đang tìm kiếm không nằm trong trại tù. Ngoài ra, cũng có khả năng khi quân đội Ukraine và các tù nhân Azov đang bị thẩm vấn, họ đã làm loạn thông tin. Rốt cuộc, chỉ huy tiểu đoàn Azov Prokopenko và quyền chỉ huy lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến Voronsky đều đang ở trong trại tù và họ biết rõ nhất liệu các sĩ quan Mỹ và Anh có trong số các tù binh hay không. Thật khó để nói rằng bao nhiêu trong số những tù binh quân đội Ukraine và tù binh Azov nói thật và bao nhiêu đưa thông tin gây nhầm lẫn. Nhưng mặt khác, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Áo đều đã gọi điện cho Tổng thống Nga Putin yêu cầu trả tự do cho các tù binh quân đội Ukraine và Azov ở nhà máy thép. Nó cũng cho thấy từ một khía cạnh khác rằng, trong số các tù nhân của nhà máy thép, thực sự có thể có những người với danh tính khác. Đến nay, quân đội Nga đã thẩm vấn được nửa tháng. Rất có thể đến hết tháng 6, họ mới có thể làm rõ được tình hình của các tù nhân trong nhà máy thép.
Theo báo chí, điều quân đội Nga quan tâm nhất là ai trong số các tù nhân là cố vấn quân sự và giáo viên hướng dẫn của Mỹ và NATO, những người nào là nhân viên thông tin của quân đội Ukraine. Đồng thời cần làm rõ quân đội Mỹ và quân đội Ukraine liên lạc với nhau như thế nào, sử dụng tần số và kênh nào. Quân đội Mỹ chia sẻ các thông tin tình báo chiến thuật cho quân đội Ukraine ra sao. Tuy nhiên, có rất ít hy vọng họ được trả tự do thông qua trao đổi tù nhân. Rốt cuộc, có 2.439 quân Ukraine và tiểu đoàn Azov đã bị bắt trong đường hầm thép và 1.500 người đầu hàng tại nhà máy Ilyich. Số tù binh quân đội Nga trong tay quân đội Ukraine chỉ có vài trăm người. Liệu Nga có trao đổi vài trăm người với 4.000 người hay không? Về mặt chiến dịch, thắng lợi tại nhà máy thép có ý nghĩa to lớn. Đầu tiên, quân đội Ukraine trong nhà máy thép liên tục cáo buộc Tổng thống Zelensky bỏ mặc họ, thấy chết mà không cứu. Cuối cùng, còn lấy quân đội Ukraine trong đường hầm ra để đàm phán với quân đội Nga. Điều này đã gây ảnh hưởng tâm lý đến những người Ukraine phòng thủ các thành phố quan trọng khác. Bây giờ, người ta có thể hiểu tại sao Mariupol và tiểu đoàn Azov lại có thể trụ vững trong thời gian dài như vậy. Hóa ra có các sĩ quan cao cấp của NATO chỉ huy tác chiến. Tiểu đoàn Azov vốn không phải lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine, là đơn vị tình nguyện. Sau này do tuyển mộ quá nhiều người nên bị vệ binh quốc gia Ukraine thu nạp. Tuy nhiên, quân đội tiếp quản những người bên trong hỗn tạp, trình độ quân sự hoàn toàn khác với quân đội chính quy. Nhưng chính một đội quân như vậy đã thực chiến với quân đội Nga trong thành phố suốt 2 tháng trời trong điều kiện bị bao vây. Chiến tích này khiến mọi người không thể tin nổi bởi sức mạnh của quân đội Nga là thuộc top 3 thế giới. Nhưng cũng có thể hiểu được với những sĩ quan NATO này, đặc biệt là tướng Mỹ 4 sao Eric Olson, năm nay 70 tuổi, một đô đốc đã phục vụ trong Hải quân Mỹ hơn 38 năm, từ những năm 2007 đến năm 2011, là tư lệnh của Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ, sau đó nghỉ hưu. Là sĩ quan Hải quân đầu tiên trong lịch sử Mỹ giữ chức vụ tư lệnh lực lượng đặc biệt. Ông chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt của 4 binh chủng Hải, Lục, Không quân và Thủy quân lục chiến. Khi Bin Laden bị giết, Olson là người chỉ huy chiến dịch đặc biệt này. Mặc dù hiện đã nghỉ hưu, nhưng ông ta vẫn hoạt động sôi nổi trong các công ty lớn và quân đội, cung cấp các kinh nghiệm và lời khuyên mang tính xây dựng cho người khác, đồng thời ủng hộ việc đi sâu vào bối cảnh của cuộc xung đột để hiểu rõ về nó. Viên tướng Mỹ đã đi sâu tìm hiểu đến mức đi sâu vào trại tù binh chiến tranh. Về các sĩ quan khác, người ta ước tính rằng họ chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ của tiểu đoàn Azov, hướng dẫn những người lính này cách sử dụng thiết bị của NATO, dạy cho họ cách thành lập các phản đội chiến thuật chuyên nghiệp để giúp chiến đấu hiệu quả hơn. Trước đây, có tin Trevor Cardio, tư lệnh lục quân về nghỉ hưu của Canada và tư lệnh lục quân của Mỹ Roger Crutier đã có mặt ở đó, nhưng không có tin tức nào khẳng định. Hai người này hiện cũng đã mất tích, không ai biết họ đi đâu. Quân đội Nga đang ưu đãi các tù binh, phục vụ các tù nhân này đồ ăn thức uống ngon lành để tìm ra tất cả những con cá lớn đang trà trộn ẩn náu. Những con cá lớn này nổi lên có thể xem như đã giáng cái tát vào mặt Mỹ và các nước NATO khác. Nhưng xét trên bộ mặt của họ, những con cá lớn này lại được cho là những người đã nghỉ hưu, tự ý đi ra nước ngoài tham gia cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những gì họ làm là hành vi cá nhân và không liên quan đến nhà nước. Một ván bài cháo trở của Mỹ mà các đồng minh phương Tây tạo ra ở Ukraine để khiến quân đội Nga xa lầy. Vậy thì số phận các chiến binh Azov đầu hàng đang bị Nga giam giữ hiện ra sao? Sự không chắc chắn đã bủa vây số phận của hàng trăm chiến binh Azov bị Nga giam giữ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denis Mositsky cho biết trên kênh truyền hình Ukraine rằng các cơ quan tình báo Ukraine đang tìm hiểu về các điều kiện giam giữ, chế độ dinh dưỡng và khả năng các chiến binh Azov được thả như thế nào. Chúng tôi đều biết rằng tất cả họ sẽ phải được trở về và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa họ về nhà, ông nói. Hồi tháng 5, Nga cho biết gần 2.000 người Ukraine đã đầu hàng sau khi thành trì cuối cùng ở Mariupol là nhà máy thép Azovstal sụp đổ trước sự tấn công của Nga. Có nhiều nguồn tin nói rằng các chiến binh Azovstal bị giam giữ gần Donetsk. Ukraine muốn các chiến binh trở về trong một cuộc trao đổi tù nhân Nga. Một số nhà lập pháp cấp cao của Nga đã yêu cầu một số binh sĩ bị đưa ra xét xử. Điện Kremlin cho biết những chiến binh đầu hàng sẽ được đối xử theo các tiêu chuẩn quốc tế. Số phận của các chiến binh Ukraine từ nhà máy thép Azovstal trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Hai tuần qua sau khi họ tự nguyện rời khỏi pháo đài cuối cùng của quân kháng chiến Ukraine ở thành phố Mariupol, người thân của họ đã thành lập một nhóm vận động để thúc giục chính quyền Ukraine và Nga trao đổi tù nhân chiến tranh,
trong khi chính quyền Nga đề nghị một số chiến binh, thành viên của Trung đoàn Azov sẽ phải bị xét xử vì tội ác chiến tranh. Tôi nhớ anh ấy, tôi yêu anh ấy và tôi sẽ chiến đấu cho đến cùng. Katerina, vợ của Denis Prokopenko, chỉ huy Trung đoàn Azov nói. Cùng với Katerina, vợ của một chiến binh Azovstan khác có tên là Julia Pedosiuk đã cùng nhau thành lập một nhóm Women of Steel, sử dụng từ steel có nghĩa là thép trong cả tiếng Ukraine và tiếng Nga. Tổ chức đã quy tụ hơn 500 người vợ và mẹ của các thành viên chiến binh Azovstan. Mục đích của chúng tôi là chiến đấu ở cấp chính thức để nhanh chóng đưa họ về nhà. Tất cả các chiến binh từ Azovstan đều bị giam giữ trong khu vực hình sự Olenivka, nằm trong vùng Donetsk, chỉ cách mặt trận 15 km. Khoảng 700 chiến binh bị thương đã được chuyển đến bệnh viện ở Novoazovska. Số lượng chính xác của các chiến binh Azovstan được các nhà chức trách ở Kiev giữ bí mật. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malia hôm 30 tháng 4 cho biết, thông tin này được phân loại không chỉ vì quá trình đàm phán với phía Nga mà còn để đảm bảo an toàn cho những người này. Đây là dữ liệu cá nhân, do đó nó không được công khai. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra con số 2.439 chiến binh Ukraine đã đầu hàng Nga. Ngoài Trung đoàn Azov bị Nga coi là tổ chức khủng bố, các chiến binh Azovstan còn có bộ binh hải quân, lính biên phòng, cảnh sát và tình nguyện viên từ các đơn vị bán quân sự. Thưa các bạn, viên tướng 4 sao Eric Olson, 70 tuổi, cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ, người đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch đặc biệt tiêu diệt thủ lĩnh Hồi giáo Osama Bin Laden. Ngoài ông ta ra, còn có một trung tá đặc nhiệm Anh và một số cố vấn quân sự của NATO trà trộn trong số lính đánh thuê ra hàng. Điều này đã giải thích cho sự quan tâm của Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Tổng thống Ukraine Zelensky về số phận của các tù binh ở đường hầm Azovstan. Cùng với đó là sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn Azov trong việc phòng thủ ở Mariupol. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!